Mình á không biết tu rồi mình ở nhà mà chồng mà chửi mình cái, quýnh mình vô mặt một cái thôi, xong rồi. Vậy mà tối hôm đó mình nằm mình hút hít hoài, khóc 2-3 ngày sau mình vẫn khóc. Rồi mình không ăn cơm, thấy chưa? Là có nghĩa là một đêm đó mình trúng bao nhiêu mũi tên nữa. Mấy vị thấy không? Mà mình mà biết tu rồi, mình nghĩ rằng thôi giờ chồng nó chửi một cái, nó đánh một cái, thôi thiếu nợ thì mình trả thôi cho xong phước cho rồi, thôi trở lại trạng thái tự nhiên mau nhất. Mà càng trở lại trạng thái tự nhiên càng sớm thì càng tốt. Còn để lâu qua đêm là chúng tên liên tục, mà cái khổ đó nó thâm tâm, nó thâm kim, thâm tâm, nặng nề. Thấy chưa? Quý vị thấy Phật Pháp, quý vị thấy hay chưa? Mình học được rồi mình cởi mở càng sớm càng tốt. Nên những đức hồi xưa mà những đức buồn ai? Những đức buồn 3 năm những đức với ông chú dặn với nhau mà đứng làm việc kế bên, dặn 3 năm 3 năm đứng kế bên không nói chuyện một câu, ngày nào cũng kênh nhau mà làm việc chung thì thấy khổ chưa. Bây giờ mà mình mà nghe đạo rồi chưa được 3 phút nó giải tỏa xong, giải tỏa xong càng sớm càng tốt. Đó là cái tiêu nghiệp mà tăng phước. Quý vị nghe gì nó hay lắm, không dẫn đâu. Bây giờ mình hỏi lại lương tâm mình đi, mình buồn người ta, mình sung sướng hay là vui? Nó khổ quá trời. Nó sung sướng hay là khổ quá, nó lộn. Sung sướng hay là vui nó cũng giống hệt. Thấy không? Sung sướng hay là khổ? Vì khi buồn đi, quý vị coi sung sướng hay là khổ thì biết liền. Nên mình là người nghe đạo, mình xem lại cái hành động làm của mình. Khi khổ vui mình nhận thức được để mình chọn con đường của mình đi. Đó là cái đặc biệt lắm. Nên như Đức nói là học Phật có thể giải quyết được vấn đề khổ đau. Thấy chưa? Khổ là nội tâm cởi mở, đau là bệnh đau mà giải tỏa được. Nên từ nó hiểu được nghiệp chướng nhân quả, mình giải tỏa tâm tư mình chứ. Mình sống trong cuộc đời này, mình gặp cái người rộng rãi cũng do cái nhân mình gieo rộng rãi mà gặp. Mình gặp người hẹp hòi cũng do cái nhân gieo hẹp hòi gặp người hẹp hòi. Nên mình gặp người á, giúp đỡ thì mình cái nhân mình giúp đỡ, mình gặp quả giúp đỡ. Mình gặp cái người hại mình là mình đã từng hại người ta, bây giờ người ta hại lại. Có nghĩa là nhân quả nó xác thực. Nên Phật nói trong kinh là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem cái nhân đời này. Đó là cái đặc biệt của mình học Phật, cởi mở tâm tư. Bữa đó có một cái cô gặp nhà Đức có nói vậy nè: thầy ơi, bà là cư sĩ mà nó bà xây được một cái chùa, rồi bà giao cái chùa đó cho chị em giữ giùm. Mà chị em giữ xong rồi chị em giờ muốn chiếm cái chùa bà luôn. Bà tức quá trời tức. Bây giờ chùa là của bà đứng tên hết mà sao mà cho người ta được. Thì những đức nói: thôi cô ơi, cái gì buông được buông đại đi cô. Cô bây giờ nhiêu tuổi? Bà nói 60 tuổi. Hồi 60 năm cuộc đời. Bây giờ cứ nghĩ rằng cái chùa này ngày xưa là cái duyên của cha mẹ xây, ví dụ đi. Bây giờ mình làm con mà không giữ được mình có lỗi không? Đừng nghĩ điều đó. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn nó mà không có phước, bây giờ có giật dành cũng không được gì. Mà giật dành là mình chết. Mình giành được là mình chết liền. Tại vì cái phước mình không có hưởng được cái đó, mình giật lại là mình chết. Nên cái nhân quả trong nhà Phật nó hay lắm. Khi ăn trộm, ăn cắp đồ tuyệt đối không vượt theo lấy, ghê không? Đến cái mức gì đó, ăn trộm ăn cắp đồ tuyệt đối không vượt đi lấy lại. Khi nó đã lấy đồ được rồi là đồ của nó, quả báo nó tự chịu. Mình vượt nó, mình lấy lại là mình trở thành ăn cắp. Nó ăn trộm mình ăn cắp. Kinh khủng không? Quý vị thấy cái nhân quả ghê chưa? Cái thằng ăn trộm này nó lấy của được của mình là do gì? Trong mạng nó có cái của phải nhiều hơn cái của mình, nó mới lấy được của mình. Mà nó đã tổn quá nhiều rồi. Còn trong mạng mình đã có cái phước này thì nó mắc đầu này nó có đầu kia. Phải tin chỗ này. Nên cái người mà học Phật mà tin sâu nhân quả là cái tâm bị thoáng dữ lắm. Còn quý vị mà không tin sâu nhân quả là quý vị sẽ bị trói buộc liền. Chắc chắn quý vị luôn. Khổ đau bị trói buộc. Vì nghĩ là người ta lấy rồi, của mình người ta lấy rồi. Không phải đâu. Trong mạng mình không có cái này, mình có cầm người ta cũng lấy nữa. Trong mạng mình đã có cái này, người ta có lấy rồi, nó sẽ có cái khác là nhiều hơn. Học Phật mà hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị buông xả liền. Buông liền, càng buông nó càng nhiều. Không có thiếu đâu, nó không bao giờ thiếu. Cả những người dù học Phật nhiều chục năm mà cũng không thông chỗ này, vẫn bị chấp nhất, vẫn bị dính. Không bao giờ mà buông được.
Mà con người mình thường có tiền nhiều mình sẽ nghi lắm nha quý vị. Mình thường có tiền nhiều mình sẽ rất là nghi ngờ, mình nghi người ta lấy tiền của mình. Mà nhất là những người mà có tiền nhiều mà giữ tiền là thành cái bệnh sau này là bệnh gì quý vị biết không? Là cái bệnh là sợ mất tiền. Mà cái bệnh này lâu ngày nó sẽ thành cái bệnh là chết đi là tiền không. Không bao giờ cái chuyện giải thoát được đâu, 100% với quý vị luôn. Nên á, chùa mình có một cái bà giữ tiền. Bà mà không khéo là bà chết đọa lạc, chứ bà không có giảng sanh đâu. Tại bà giữ tiền với bà quen cái tính giữ tiền, là sau này nó thành cái tâm dính tiền là bà không có giảng sanh đâu. Nên á, cầm tiền phải nhắc nhở mình là cái tâm giải thoát nó mới được. Còn nếu mà cái tâm nó không giải thoát là nó đọa lạc đó. Có giỡn đâu nghe. Ở trong cái cõi đời này nó ghê lắm, nó làm gì dính nấy à. Như ca sĩ thì dù bệnh cũng muốn đi hát, còn giảng pháp dù bệnh cũng muốn giảng. Thấy không? Mà cái nghề nó có cái nghiệp. Mà nếu mà cái nghề giữ tiền mà nó dính cái nghiệp tham tiền là vật chất. Còn cái nghề giảng pháp nó thông tâm người ta, mà nó thích thông tâm người ta là tịnh nghiệp. Nó, còn cái nghề hát ca mà đem lời ca tiếng hát, mà hát mà cho người ta nghe mà người ta vui vẻ, đó cũng là nó có cái duyên tốt. Còn chỉ có giảng pháp mà thích giảng, đây mới là tịnh nghiệp. Vì thích giảng pháp mà đủ duyên người ta nghe thì từ tới đó nó thành ra tịnh nghiệp để giải thoát. Thẳng thẳng á. Nên trong cái cõi đời này mà vật chất của cải mà giữ là nguy hiểm. Giữ là nguy hiểm, mà giữ mấy chục năm rồi mà đố mà buông. Không có buông được đâu, cho mà biết, cho quý vị biết á, không buông đâu. Nên tôi tính trước đó, thấy chưa? Tôi tính trước là bây giờ là tôi đã buông nhiều thứ rồi đó. Đó. Chỉ có làm việc trong chúng này kia, chứ còn nhiều thứ tiền bạc là tôi buông. Để cho người ta cầm, tôi kêu người ta chi. Đó. Người ta cầm mình kêu người ta chi nó khỏe hơn. Còn hết kệ mù. Nếu như mà mình giữ là mỗi ngày mình cứ coi hoài, mình kéo tủ mình nhìn é. Lễ vừa xong mình kéo tủ mình coi é. Ôi có người ham tiền, ta cầm tiền ta làm gì nè quý vị. Tiền ta hung tiền chục luôn mà. Người ta tham tiền ta hung tiền chục vậy đó. Nên người ta mà vàng bạc châu báu tiền nghe, người ta không có xài nghe, mà ta để trong tủ nghe, lâu lâu người ta kéo ra, ta nhìn ta làm cầm lên tiền đó. Chết là đỏ không đó quý vị ơi. Phần nhiều vậy là chết đỏ trơn à. Nó như câu chuyện mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể, cái ông đó, ông đưa Hòa Thượng Tịnh Không đến cái chỗ mà thủ tủ bảo hiểm coi châu báu quá trời nhiều luôn. Hòa Thượng Tịnh Không hỏi bộ ông có nhiêu đây hả? Ông nói tịch à, nhiều là nhiều lắm đó Hòa Thượng. Hòa Thượng bộ có nhiều lắm mà. Ông nói có nhiều lắm. Nhiều thiệt nhiều luôn. Ông nghĩ đi, của cải châu báu không để trong tủ bảo hiểm, lâu lâu mở ra nhìn sờ mó một chút xong đóng tủ phá. Còn vậy thì tôi đi lỡ tất cả những tiệm bán châu báu vàng bạc đá quý, tôi kêu nó đem cho tôi coi, tôi sờ mó xong tôi nhìn xong tôi đi về thì cũng là của tôi. Mà tôi không người nói gì đâu mà dạy hết chỗ nói. Đúng là cái tiền bạc vật chất đó mà đi đổi qua cái phiếu công đức thì nó tồn tại biết bao nhiêu mà nói. Nó theo mình đời đời kiếp kiếp mà đời này cũng không thiếu. Vậy mà lấy nó đi sờ mó và nhìn chơi thôi. Rồi cuối cùng chết đi đọa lạc. Đấy là đáng thương không? Tự không mà nói đúng là kẻ đáng thương, dại khờ. Nên những đức nói cái người mà thông minh trong cái cuộc đời này, có tiền mà làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, nó mới thật sự người khôn. Thật sự khôn quý vị à. Nên quý vị biết rằng lễ viếng Quan Âm Bồ Tát như đức đặt 30.000 cái máy nghe pháp. 30.000 cái máy nghe pháp nó không đơn giản đâu. Nhiều tiền dữ lắm đó. Quý vị tính một cái 140.000. Mà 30.000 cái quý vị nghĩ đi, ít tiền lắm rồi. Quá trời luôn. Đặt 30.000 cái máy nghe pháp để tặng cho người ta ngừng cái khi lại Quan Âm Bồ Tát. Nên cái chuyến này lễ viếng Quan Âm Bồ Tát người ta đến đông cho mà thấy. Nó sẵn cái dịp lễ viếng Quan Âm Bồ Tát đến đó, cầm của cải châu báu vàng bạc đem đưa cho tôi. Sẵn đến chùa thầy ông làm việc ý nghĩa quá trời mà, thì mới có tiền mới làm được Phật sự giùm cho quý vị, hiểu không? Nó biết gì chứ. Hiểu không? Đó, mình nói vậy thôi vui, nó vừa nói chơi mà vừa nói thiệt luôn á. Tùy vào tính sao tính.
tự mình suy nghĩ, đúng không? Mình làm việc Phật sự thì mình cũng tùy duyên, nhưng mà có những cái tùy duyên nhưng phải phan duyên. Phan duyên nhưng mà tùy duyên, hay chưa? Tùy duyên là ai cúng nhiều thì nhận nhiều. Nó tùy duyên mà ai đưa nhiều cũng nhận nhiều. Đó. Nên từ nơi đó mình không có chối từ. Thấy không? Mình từ chối là phụ lòng người ta dữ lắm. Không? Có cái bà kia, bà nghe cho Đức giảng xong, bà nghe bà lột chiếc nhẫn. Nói dạ thầy xin cúng dường cho thầy chiếc nhẫn. Nói bà lớn tuổi bà đeo bông chi vậy? Nói dạ lột đeo bông luôn. Xong mới nói tờ ơ bà gì mà bà già cả mà còn đeo dây chuyền, nó giật bậy bạ đứt cần cổ mà chết. Nó à dư cô lột còn cái chuyện luôn. Thấy chưa? Nó mình chỉ cho người ta, cuối cùng lấy vàng bán ra làm tượng Phật cho người khác hết trơn. Tôi có ăn cắt bạc nào đâu. Không ăn cắt. Thấy chưa? Nó làm việc cho người ta mà cuối cùng mà dạ bình yên luôn. Ba trong chùa không à. Mà giờ cuối cùng mà ba đeo cộng dây chuyền lại ba mắc sao, phiền não sao? Hoặc là bà gần chết mà còn dính cộng dây chuyền sao bà giảng sanh? Thấy chưa? Xả giùm cho người ta, làm tượng Phật cho người ta, chứ tôi có ăn cắt nào đâu. Ngày tôi ăn có 3 buổi cơm. Nó chứ ăn cái gì đâu. Đó, quý vị thấy không? Nên vì người ta mà mình giúp người ta, mà có khi mình cũng bị mang tiếng kệ, mà có phước, có sao đâu. Đó, nên quý vị thấy cái tâm nó như vậy, nó mới tự tại, nó mới thoải mái. Giống như những đức mới lập cái trang mà niệm Phật cả đời. Từ hôm nay những đức lập cái trang đó là những đức làm nhiều đoạn ký sự để vô trang đó. Xong cái trang đó sau này nó phát triển lên cái trang đó đó. Là những đức nghe nói bây giờ mạng internet nó phát triển mà đưa Phật pháp vô hay dữ lắm. Nên những đức lập cái trang đó mà cái trang đó sau này nha, khi mà 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ người ta coi, 40.000 giờ người ta coi. Khi coi 40.000 giờ xong là bắt đầu là cái trang đó nó có tiền à. Mình thử coi sao để sau này mình dạy người ta. Dạy người ta lập trang. Nghĩa là những đức muốn làm thí nghiệm thử dạy người ta. Cái cách làm sao để mà cho chúng sanh người ta được nhờ đem Phật pháp giải tỏa rộng ra, phát quang rộng ra. Mà những cái trang đó nó cái sự tương tác nó đông dữ lắm. Nó lên đông dữ lắm, nó lên rất là đông. Nó đưa vô cái số lượng người ta coi rất đông mà cho người ta tiếp nhận Phật pháp. Chúng mình ở đây làm Phật sự mà chút ít tiền để ai mà đi kiếm làm gì. Nhưng mà cái quan trọng chỉ được cho người ta một phương pháp để người ta được lợi ích. Hay lắm quý vị. Mình làm gì mình cũng nghĩ gì người ta, thấy không? Nên những đứa có nói Phật tử là đăng ký cái trang đó đó, cái trang niệm Phật á, cả đời đó vô đăng ký liền. Rồi những buổi giảng đứa bỏ vô nhào vô đó coi. Nhào vô đó coi, có duyên có phước, chưa cúng dường mà đã có phước có duyên rồi. Vì cái trang đó nó đăng cần 40.000 giờ. Nhào vô đó coi liền. Hiểu không? Nó coi đi, để người ta được 40.000 giờ. Mới hôm qua giờ mà ta đăng ký cũng gần cả 1.000 người đó. Ở đâu mà mau được vậy? Bây giờ vì mình có tiếng tâm, nó làm gì nó cũng lợi ích, nó mau kết quả chứ. Người ta 3 năm chờ kia người ta kiếm 1.000 người đăng ký cũng khó. Còn này có một ngày một gần 1.000 người đăng ký rồi. Nên bây giờ là số lượng người đó là phải được 40.000 giờ. Nên những buổi giảng này nhà Đức để vô cái trang niệm Phật cả đời đó, nhảy vô coi. Hiểu không? Hay ghê chưa? Nó gọi là bố thí cúng dường rồi, thấy chưa? Chùa mà, trang của chùa mà. Ủng hộ trang của chùa mà. Ủng hộ trang của chùa có duyên có phước đó nghe. Trời ơi. Nó đây là cái trang Phật sự của Tam Bảo đó, chứ không có chuyện giỡn đâu. Sau này cái trang nổi tiếng lên á, nên những đức cứ thông báo cái trang hoài. Mọi người chỉ cần like vô một cái, bấm vô một cái là rồi là duyên phước liền. Bấm vô một cái duyên phước liền. Coi một cái duyên phước liền. Đăng ký duyên phước liền. Đây là 100%. Tại mình làm việc cái Tam Bảo không quý vị. Tất cả những gì những đức làm đều làm việc cái Tam Bảo hết. Nghĩ ngợi cho chúng sanh. Chứ bây giờ mình làm gì? Mình nghĩ cho chúng sanh nó vui chứ. Đó, nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, nguyên lý mình phải hiểu để mình biết chuyển cái đồng tiền cực khổ của mình mà trở thành phước báo để cho mạng cầm theo. Cái này mới là người khôn, người học Phật, cái này mới là trí tuệ. Quý vị thấy bao nhiêu cái chương trình mình làm lay quay rồi tới. Lay quay rồi tới cái ngày mà Trung Thu nữa nè. Những đức đang đặt mà gọi là 100.000 cái đèn Trung Thu.
Để chi? Để cái ngày đó tổ chức Trung thu cho mấy bà già. Trời, hồi xưa giờ thu nít không vậy, thu mấy già. Già xù xồ nít thì đủ hết trơn luôn. Để bữa đó mời vài ca sĩ đến hát được cho nó vui. Nó bây giờ mình có mấy anh chị ca sĩ cũng phái chùa mình mời coi, có nếu Quách Tấn Du nó rảnh thì mở lỡ hát. Nó rồi Dương Ngọc Thái gì đó, ca sĩ lỡ hát cho mấy đứa bé rồi nó coi, nhiều bà già đồ người ta lỡ người ta coi ca sĩ hát được. Nên từ nơi đó mình giúp cho người ta vui chứ mình có lỡ thì cho mình đâu. Mình tổ chức cho người ta mùa Trung thu rồi lấy quay cái lễ Dưới Quan Âm 3 ngày 3 ngàn lại. Nên cái đoàn ở Huế mà về đi chuẩn bị tu xong về chuẩn bị nghe, vô lại 3 ngàn lại. Trời, cái đây là một cái pháp hội đại thù thắng giỡn đâu nghe, thấy không? Mà chắc chắn rằng là phải đoàn ở Huế chắc là mỗi ngày cũng nghe Đức giảng rồi công phu tu đồ chung với nhau đó chứ, mà vô tới đây đó. Mình ở nhà cứ niệm Phật, thấy không? Vô đây đó thấy không, ta niệm Phật suốt. Mà chùa đông gì rồi nữa, để đưa cho quý vị qua mấy ngôi chùa bị coi, đông người ta còn hơn một ngày 2 ngàn người. Mà làm gì chỉ có niệm Phật thôi, mà gạo, cả kho gạo thiếu đâu. Nó hôm qua bên kia chùa mới, ta mới cúng 5 tấn gạo. Vậy thấy không? Mình càng làm lo cho người ta thì càng có gạo nhiều. Có bà Phật tử kêu nói, dạ thưa thầy, thầy đừng có nói cúng gạo nhiều, nói cúng gạo nhiều nó nghỉ cúng. Nhưng Đức nói nó nghỉ cúng, nó cúng ở đâu? nói nhiều thì nói nhiều đi. Người ta cứ đem vô đây đại đi, rồi mai mốt dư tôi tặng cho Phật tử. Nó lo gì? Nói nghỉ cúng thì cứ cúng. Ngộ ghê mấy bà này kỳ cục. Thấy không? Ví dụ như gạo nhiều thì mình đổi ra ngăn phiếu. Hoặc là mình mua dầu ăn để chiên đồ ăn thì gạo nó đổi qua đồ ăn là dầu. Nhưng mà ngộ ghê, tao nói gạo nhiều thì mua dầu, rồi không mua dầu được thì mình mua gì? Mua sườn đồ, nấm khô, thấy không? Mua bột niêm. Nào mua được, mua đi, gỡ vô đây. Hai ngàn người mỗi ngày ăn mà bị nghĩ thì sao, thấy không? Nên từ nơi đó mà lo gì, tối ngày gạo hoài, gạo có thì mua khác. Còn mua cái khác mà nặng nề quá thì chuyển tiền vô đây. Chỉ cho, lạ ghê luôn nha. Nói gì mà vui, bị ngộ ghê chưa? Ta nói bằng cái tâm ta thoải mái ghê, chứ đâu phải là mình nói ý đồ gì đâu, mà mình nói bằng cái tâm thoải mái nó an lạc, thấy không? Nó đó gọi là cái tâm phước duyên nó mới sanh ra vậy đó quý vị. Nói ra thấy người ta vui người ta thoải mái à. Mình lo cho bao nhiêu con người mà rõ ràng. Nhưng mà Diêu Âm kỳ này nè, Nhân Đức nói mấy chục ngàn người này chứ không phải đơn giản đâu. Diêu Âm kỳ này đông dữ lắm. Nó có cái cô kia của nó là kỳ này con phát tâm con dẫn 3 ngàn người đi lại Quan Âm. Kinh khủng không? Nói tờ hơn. Cô Sòn có mới dẫn 2 ngàn, bà dẫn 3 ngàn, của nó là con tranh cạnh với bà này. Nhưng Đức hỏi bà nước nào về đây, mới nói là nước Campuchia. Tao không? Campuchia mà cũng chơi dữ đấy ghê trời. Cái bà kia bên Đức, còn bà Campuchia mà cũng chơi dữ dằn vậy. Nhỏ xíu con à, có 1,5 m à, mà dẫn 3 ngàn người đi. Bà nói bây giờ bà đặt xe hết trơn, bữa nay là bà đặt rồi. Tờ, bữa nay mà đặt xe rồi. Bà nói là trả hết 50% tiền xe luôn. Là tổng cộng là dẫn 3 ngàn người đi lại Quan Âm 19 tháng 9. Tôi ghê. Sao mà Nhân Đức hỏi là bà đăng ký mấy ngày? Đăng ta biết để sắp xếp chỗ. Bà nói đăng ký 7 ngày. Tao hết. Lại có 3 ngày mà đăng ký 7 ngày dữ vậy. Con nói con lỡ đi, con mà đi là con điên vậy đó thầy.
Mấy cái người mà con dẫn đi là mỗi người là đi xong rồi về là tặng cho người chiếc máy nghe pháp, tặng thêm 200 ngàn bỏ túi về chơi luôn. Kinh khủng luôn. Bà này bà nghe mình giảng pháp làm như bà xả nhà cửa luôn hay sao mà. Chưa ghê thiệt chàng. Bởi vì mà dặn 3.000 người đi thấy kinh không quý vị. Bà nói con hiểu rồi thầy. Tiền bạc vật chất là của ngoài thân. Bây giờ giúp cho người ta tu hành được điều này quý. Nên con thì cái chân con nó yếu, con lại không có được 3.000 lại. Bữa đó thầy cho con cái ghế ngồi phía trước. Xá theo thôi. Xá thôi. Nói, ừ cũng được. Chân yếu lại không được thì ngồi xá. Nó thì kệ, dẫn được 3.000 người cũng ngon quý vị ơi. Có 1,5 m à, cao 1,5 m thôi. Nó xíu con thôi mà làm thế ghê. Nó thấy bà cô Sòn dẫn 2.000 người dữ quá. Bà nói là con phát tâm dẫn 3.000 luôn. Kiểu này với cô Sòn có lên 5.000. Không có đơn giản vậy ơi, dẫn người đi tu mà dẫn 1,000 người, thấy ghê thiệt. Nó bây giờ mà đoàn mày Quế mà dẫn 40 người đi thôi là cũng không đơn giản rồi đó. Sắp xếp được quá trời. Con này mà dẫn ngàn người thấy ghê quá. Nó nên những đức nói vị trong cái cuộc đời này mới bị dẫn người ta đi tu là đại công đức. Mà cái người mà chịu đi theo vị tu cũng là đại phước duyên. Tại vì sao họ đại phước duyên, đại công đức nó kết hợp lại, nó thành cái đoàn đi chung với nhau. Chứ nó mà không có duyên có phước sao đi chung. Nó quý vị biết rằng chúng ta mà được ngồi đây nghe pháp, cái duyên nhiều đời nhiều kiếp đã hẹn hò đó. Hẹn hò nó mới ngồi đây đó vị ô. Không hẹn hò sao ngồi đây. Nó giống như có hai đứa đó, nó hẹn hò, nó ngồi nói chuyện mà nghe mình giảng pháp nó hiểu, nói anh với em mà ngồi đây cũng hẹn hò nhiều đời nhiều kiếp. Mình nói một trò hẹn hò có hai đứa sao mà bằng người ta hẹn hò ngồi nghe pháp gì. Rồi mình hẹn hò mình ngồi nghe pháp gì để mà mình cầu sanh cực lạc, mình hẹn mình về cực lạc đó. Cái này không phải đơn giản nghe, đơn giản cái vị ô. Nên cái chương trình giảng pháp mà chia sẻ tịnh độ này nghe Phật quang phổ chiếu á, nên bị ngồi cái cảm giác trong lòng vui lắm. Ồ, nhìn xuống một người nào nấy đẹp quá trời đẹp luôn, quá đẹp luôn. Hồi nãy mới bước lên đâu có thấy đẹp nhiều gì đâu mà sao càng giảng càng đẹp. Nó mới bước vô là gặp cái bà đó là chưa chứ mà vừa ngồi xuống mới làm nè. Vậy mà giảng nãy giờ bà đẹp luôn. Kinh khủng không? Nghĩa là cái pháp môn tịnh độ này là không môn tút hay sao? Môn tút quý vị ơi. Quý vị coi như ngày cách nay mấy năm về trước những đứa hô hốc mà. Hô ghê lắm mà bữa nay mà còn có được á. Hô chứ bây giờ còn có được mà. Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn tút. Nó tút ghê lắm. Hô từ từ đỡ hô. Đó, lé từ từ đỡ lé. Có cái bà kia mà cái mặt của bà này quý vị. Bà mặc cảm thì ghê luôn quý vị ơi. Bà sanh ra đời cái mặt của bà nó gì nè quý vị. Cái mặt mà nó gì nè. Nó cứ gì. Rồi đi thì sao. Thì mỗi lần bà đi là mắt bà gì nè. Vị khổ cỡ nào không. Cái mặt gì. Mà đi gì. Mà cũng có chồng nữa. Ngộ cái đời thì sao cái duyên nợ nào nó cũng gặp nhau chứ. Cái mặt gì mà có mắt gì nó cũng có chồng nữa. Ngộ gì nè. Gần mắt mà đi thì đi phía trước, đâu có đi ngang gì được đâu. Thì bà đi vậy thì mắt bà làm. Vậy mà bà có chồng cũng được trai lắm nghe. Nó đẻ được 2 đứa con. Nó kiểu đó mặt gì chắc gặn cũng khó lắm. Kinh khủng không? Mà bà nói rằng bà khổ. Khi nó nhậu nhẹt vô nó mới sống với bà. Chứ lúc nó tỉnh nó không có sống. Nó nhậu vô nó không biết trời chăng mây gió cho nó sống với bà. Cuối cùng bà đẻ được 2 đứa con. Mà quýnh tối ngày. Bà nói là cái mặt gì mà nó quýnh á. Bởi chi mà nó quýnh bên đây nó quýnh qua. Tiền gì thì nó quýnh qua thì
Giăng cái mặt qua đây cũng đỡ. Thầy coi nó ác nhân, ác đức. Cái mặt đó gì mà nó quýnh bên đây không à. Quýnh nó càng nghiêng. Nó quýnh giết mình muốn quay vào sau lưng luôn. Kinh không? Bà nói bà đau khổ, đừng có nói nội tâm mà nó đau khổ trong lòng bà. Bà buồn chán, bà nhiều lần muốn tự tử. Vì mà có người ta cho một chiếc máy nghe pháp V52 của chùa mình bà nghe. Bà bà nghe một cái mà tàu là tàu. Thì bây giờ cái mặt bà làm gì? Thì mỗi lần bà nghe pháp thì bà nghe, bà để cái máy nghe pháp đây. Bà cái mặt bà nhìn đây. Bà nghe pháp thì cái miệng bà nhìn gì bà cứ. Tại cái đầu bà nghiêng bà nhìn bà đây bà cười không? Bà cười tối ngày. Rồi xong bà nghe với bà niệm Phật quý vị. Bà niệm Phật viết mà bị hởm mới đây nè. Chung Du Lan bà vô bà gặp bà nói: con nhờ nghe thầy giảng đó, bây giờ con không có còn nghĩ rằng cái số phận con đau khổ gì nữa chứ, mà con nghĩ rằng con thiếu nợ con phải trả thôi. Từ hôm nay sao cũng được, con quyết chí con niệm Phật để sanh cực lạc. Hay không? Cực kỳ hay chưa? Đó. Nên có những gia đình mà mình mà bị ung thư từng đời, niệm Phật ăn chay đi nói chuyện đó. Tới đời mà niệm Phật ăn chay là chuyện. À, còn có một cái gia đạo mà con sanh ra bốn đứa toàn đi bốn chân không. Sanh ra bốn đứa con đi bốn chân không. Nó đi là nó đưa hai cái chân xuống nó đi. Nói rằng bây giờ mà cái gia đạo này mà phát tâm ăn chay trừ niệm Phật đi là nó đi hai chân à. Có chừng ăn chay niệm Phật thời gian nó không đi chân nào luôn. Ôi trời là trời. Giờ ăn chay niệm Phật thời gian mà không đi chân nào là sao thầy? Là nó lấy cái đít nó lắc nó đi. Đưa hai chân hai tay lên nó đi bằng cái đít. Không đi chân nào luôn. Anh từ nó đó hồng nó thiệt các vị nghe nói vui vui nghe. Niệm Phật ăn chay chỉ nghiệp liền, bốn đi bốn chân từ từ đi hai chân. Chỉ nghiệp á. Ờ. Tổ sư nói mà niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Niệm lâu dài mới chuyển nghe. Nên những người mà mặc cảm trong cuộc đời này nè, xấu xí lùng lé, hô súng như những đức nè, cứ niệm Phật đi giết nó bán đi cái mặc cảm trong cõi lòng. Niệm Phật giết nó bán cái mặc cảm đó quý vị ơi. Nó có giỡn đâu, niệm Phật giết nó bán cái mặc cảm của cái nghèo, bán mặc cảm của cái xấu, bán mặc cảm mình thiếu học, bán cái mặc cảm mà mình bị thua súc. Nó bán nhiều cái mặc cảm. Có cái bà kia bà nói rằng là trời ơi, cuộc đời của bà nó thật sự với thầy, con muốn có chồng lắm thầy, chứ không phải không muốn có chồng, mà ngộ thay nó không có một thằng nào ngó ngàng tới con. Bà nói vậy đó. Bà nói là người ta thì người ta thấy con nghiêm, người ta nghĩ rằng là con không thích đàn ông. Thật sự với thầy, chỉ có thầy con mới nói. Mà con nói xong con xin thầy đừng nói cho ai nghe. Những đứa nói, bà cứ nói đi. Những đứa không bao giờ nói cho một người nào nghe đâu. Thì mình nói là không nói cho một người nghe. Đây là nói cho nhiều người chứ đâu phải một người đâu. Kinh khủng không? Bà nói rằng đó là tại do không ai ngó ngàng bà luôn, mà bà cô đơn đừng có nói, bà buồn đừng có nói luôn. Bà nói rằng thầy ơi, cái buồn khổ cô đơn mà trong lòng lạnh lẽo nó không đơn giản chút nào đâu thầy ơi. Con thật sự con chia sẻ thầy hết luôn, tại con nghe pháp thầy con thấy thầy quá thẳng thắn nên con cái gì con cũng chia sẻ cho thầy nghe. Con buồn lắm thầy ơi. Đời con sao khổ quá thầy ơi. Ồ bà nói mà chú bà khóc bà làm thấy ghê lắm kìa. Nói đời con sao khổ quá thầy ơi. Làm rồi mình nói thôi cô làm gì mà thấy ghê vậy. Thôi được rồi, không có gì đâu. Rồi bây giờ sao rồi bà nói là nhờ cô nghe thầy giảng con niệm Phật mà con thấy rằng là do con không có thiếu nợ đàn ông. Thấy không, nghe pháp mới hiểu được nguyên lý là không thiếu nợ đàn ông. Đó. Nên tất cả mấy cái bà mà mấy cái cô mà không có ai ngó ngàng tới á, mình phải nói một câu là tôi không có thiếu nợ đàn ông. Còn mấy bà nó yêu cho cố đi, nợ nhiều đó, rồi mai mốt rồi đẻ tới mồ luôn cho biết. Hiểu chưa? Nói một câu vậy là mình hết buồn rồi. Nên nó nói cho tất cả những người mà không ai ngó ngàng đến đó nghe, là vì mình không có thiếu nợ đàn ông.
Còn đàn ông mà không có người đàn bà nào ngó ngàng tới á, là do mấy ông không thiếu nợ đàn bà. Thấy ngon không? Còn hai vợ chồng mà sống với nhau mà không có con á, là do mình không có thiếu nợ con. Nó... Còn nhà mình á, mà nghèo sơ nghèo xác là vì mình không có thiếu nợ vàng bạc châu báu. Chưa? Không có thiếu nợ vàng bạc châu báu nên nó không có đến nhà mình. Mình ngủ ngon, khỏi đóng cửa. Cái ông kêu nói, trời trời, già con nghèo con hơn gì nữa thầy. Có mấy bộ đồ vợ chồng bận à, ngủ bằng đêm không đóng cửa. Chân trời sớm có nói, sớm này nó ghê lắm, nó lấy tiền dữ lắm. Mày ngủ xong thấy vợ chồng mày ngủ gì đâu mà không đóng cửa hết trơn à. Nói già tôi có hai vợ chồng à, với hai cái quần gách. Vô lấy cái gì mà đóng cửa ông nội. Nó vô đây không lẽ đạp hai vợ chồng. Không lẽ nó vô đây đạp hai vợ chồng tôi đi về nhà. Tôi còn cầu mong nó ẵm hai vợ chồng tôi về nhà, hoặc là nó ẵm thằng vợ, cái quên một thằng chồng. Nó ẵm thằng chồng hay nó ẵm con vợ đi về quốc cho rồi. Nó ẵm vợ tôi đi thì tôi đỡ tốn cơm. Mà ngặt nó không ẵm đâu. Nói bị coi nghèo đến mức mà ngủ khỏi cần đóng cửa. Cái này mới tự tại nè. Tại không hiểu, quá tự tại. Có cái bà kia mà bà ở ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Vì biết rằng bà giàu kinh khủng, cái nhà bà biệt thự to, thiệt là to, nhiều tiền bạc, giàu dữ lắm. Nhà có ba cái gì? Đúng rồi, nhà có ba cái khách sạn. Giàu dữ lắm. Vì biết rằng bà nói thầy, con nhìn cái biệt thự con giống cái tù. Thôi sao vậy? Cái nhà con á, ở trong á, thì nó đẹp, mà ở ngoài làm cái cổng nó cao tới lóc nhà. Hỏi sao vậy? Sợ ăn trộm chui vô lấy tiền. Mỗi lần mà mở cửa ra là con đặt camera, nhìn vô camera mới dám mở cửa. Vừa mở cửa ra mà thấy ai đứng trước cổng nhà là sợ hết hồn. Sợ nó kê dao vô cổ nó lấy tiền. Vì thấy không? Khổ không? Dao đó, khổ đó. Còn cái này nhà nghèo khỏi cần đóng cửa, ngủ khò khò luôn thì thấy sung sướng chưa? Nhưng mà do mình không hiểu được cái sung sướng này, cuối cùng là mình có mong cầu rồi mình khổ. Nên cuộc đời của người á, biết đủ cái thường vui à. Hoàn cảnh nào biết an ổn hoàn cảnh ấy thì là vui. Có rất là nhiều người khi gặp những đức họ nói rằng nhờ học Phật, nhờ niệm Phật, nhờ nghe Pháp mỗi ngày mà họ giải tỏa được những cái nỗi buồn khổ trong tâm. Và có những người gặp những đức họ nói rằng cái bệnh đau nhức mỏi mà niệm Phật cũng giải quyết vấn đề được. Như hồi sáng những đức làm đoạn ký sự, cái cô mà cái tay to lắm, tay to lắm, những đức để vào cái trang niệm Phật cả đời mới lập thế bị coi. Thấy người ta vô coi cũng cả ngàn người. Thấy cô cái tay nó to, thiệt to luôn. Nó to khoảng cỡ gấp 3 lần cái tay bên kia. Vậy mà những đức hỏi cô có đau không? Nó dạ không. Nó chỉ nặng thôi chứ không thấy đau. Ồ, niệm Phật. Còn cái cô bên kia bụng to và hai cái chân bự, quá trời bự luôn. Chân này bự dữ lắm, bụng rất to, chân bự thiệt bự luôn. Như đứa hỏi cô mà cô đau nhiều không? Cô nói là lâu lâu cũng đau dữ lắm, mà mỗi lần đau là cô cứ so Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Cô niệm chừng 5 phút giảm. Là đau từ thân bệnh đó. Mà niệm Phật làm như giống mình xin lỗi anh đây. Thì mình nhớ rằng là khi mình học Phật mình phải hiểu cái thân đau bệnh là cái nghiệp sát sanh. Dù như mình đau ngay cái mông là mình đã từng quýnh cái mông ai, hoặc mình từng đâm cái mông con vịt con gà
Cầm dao, cầm cây, mình đâm cái mông con vịt con gà. Bây giờ thì cái mông mình đau 100%. Có cái bà kia nói cả cơ thể con không có chỗ nào đau, nó đau đúng một chỗ. Hồi đau ở đâu? Là đau ngay cái đích cái trời. Cái mông thì nói nó còn dễ nghe, nói cái đích. Nó nói gì nó miền Tây nó trắng trợn quá. Nó đau ngay cái đích. Sao kỳ cục vậy? Nó xin hỏi thầy, cái quả báo gì mà con đau kỳ cục như vậy? Nó chắc chắn là bà quýnh đít gà vịt rồi nhiều đời nhiều kiếp. Bà sơm ớt, sơm này con sơm con kia, bà sơm ngay cái mông người ta thì đời này bà chịu cái quả báo đau ngay cái mông suốt. Mỏi bây giờ con phải làm sao để giải quyết vấn đề đau cái mông? Nhưng đừng nói bây giờ bà lấy tay bà so cái mông, bà ngủ bà đau, bà ngồi rồi bà so ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Làm hoài đi. Tại trong chùa có người ta làm thành công, nhiều người lắm. Mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng dạy vậy luôn. Hòa Thượng Tịnh Không cũng dạy vậy. Là khi đau chỗ nào so chỗ này, cái niệm Phật so. Thí dụ như một cái người này mà mình đấm bóp cho cha mẹ mình đi. Lúc xưa mình bóp mà cái tâm của mình mỏi tay bực bội. Mình bóp cha mẹ mình đấm bóp mà mình hỏi xong chưa, nghỉ chưa ba, nghỉ chưa mẹ. Mình hỏi gì là cái tâm mình đấm bóp không có kết quả. Mà bây giờ mình học đạo mình biết rồi, khi mình so bóp cho cha mẹ mình hay mình so ai đau đớn mình làm gì nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kết quả lớn dữ lắm, kết quả rất là lớn. Hoặc là khi mình nói mảng đỏ, Hòa Thượng Không mình nói là ngày nói mảng đỏ ngày sức nhiều thuốc mà không hết, cuối cùng ngày niệm Phật ngày so giờ mảng đỏ hết. Lạ chưa? Vì thì quý vị biết cái câu Phật hiệu hay cỡ nào chưa? Nên Ngài Hoằng Nhất Đại Sư Ngài nói một câu, một câu A-di-đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà. Hay lắm, dùng đi đó. Nên cái bà kia mà bả mà khi bả nghe lời những đức mà trong vòng 3 tháng đó là cái mông nó đỡ đau. So trong vòng 3 tháng niệm Phật đỡ đau tối đa luôn. Nè, cái cô cái tay đo cái tay của bà to mà nó gấp 3 lần cái tay bên kia. Mà bà nói là nó không có đau. Nó như đứa làm đoạn ký sự đi, bị bấm vô cái trang của mình đi. Niệm Phật cả đời bị coi thử đi. Từ hôm nay là mỗi ngày những đứa đều có làm đoạn ký sự mấy bà già để vào cái trang đó đó. Vì cái buổi đó nó giúp cho mình tinh tấn niệm Phật điều thứ nhất. Điều thứ hai cho ông bà cha mẹ tuổi già coi, tại vì đây là người già nên mình cho người già coi để người già niệm Phật theo. Hay lắm, rất là hay luôn quý vị à. Nên á, mỗi một người chúng ta quý vị biết á, mình gặp pháp môn Tịnh Độ mà mình niệm Phật rồi mình nghe Phật pháp thì nó giải quyết vấn đề của thân tâm được giải quyết, hay lắm á. Ôi ơi, thì bước vô phòng niệm đi coi, cái bà cô mà cái bụng to đùng còn hơn cái bụng bầu, nó cứng ngắc luôn. Hai cái chân bà ự còn hơn cái gì nó cứng ngắc luôn. Mà hỏi bà bình thản, bà cười, bà nói chuyện, bà vui, bà còn khuyên một số chị em. Tại ngày xưa bà làm kế toán ngân hàng. Những đứa nghĩ chắc làm kế toán ngân hàng cũng có học chứ. Học lớp 3 chắc làm được đâu. Chắc chắn luôn. Thấy không, lớp 3 dễ với làm kế toán ngân hàng. Làm kế toán ngân hàng thì bị biết rằng có học vị chứ, bạn bè đồ nhiều chứ. Mồi sáng bảo phiên bạn bảo nói một câu: các bạn ơi, lúc trước chúng ta cứ thường gặp nhau rủ ăn uống, sát sanh con vật này vật kia vật nọ, nhậu nhẹt chứ. Bây giờ các bạn thấy tôi nè, các bạn nhìn tôi không ra đâu. Các bạn nhìn tôi giờ đâu có ra đúng không? Bà nói rõ ràng luôn. Hai cái chân bự to, cái bụng bự quá trời bự luôn. Con mặt hớp lại. Các bạn nhìn tôi không ra. Người bạn ngày nào làm kế toán ngân hàng mà bây giờ nhìn như vậy. Chúng ta có thể chia nhau ăn, chia nhau bận, có thể cười vui với nhau. Nhưng khi bệnh đau, chúng ta không có chia cho ai được đâu các bạn ơi. Không ai chia cho mình hết.
Và khi cặn tử nghiệp của cuộc đời chúng ta, không có ai thở phụ mình một hơi nào đâu các bạn à. Tôi khuyên các bạn, dù bây giờ các bạn còn khỏe, các bạn hãy niệm Phật đi. Tôi ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng tôi còn khỏe lắm, nhưng không ngờ căn bệnh đến với tôi mau quá. Tôi nhờ gặp được Phật Pháp, tôi nhờ biết chùa thầy, tôi được ở trong chùa, tôi nghe Pháp, tôi niệm Phật. Nhờ các cô trong chùa lo cho tôi nên tôi mới được cái trạng thái này. Tôi có niềm vui, tôi có phương hướng đi về. Bây giờ các bạn nhìn thân thể tôi nè, đôi chân to gì, cái bụng bự gì, mà tôi còn có thể biết cười, tôi có nụ cười được, là nhờ tôi học Phật đó các bạn. Nên các bạn từ hôm nay các bạn niệm Phật, siêng năng niệm Phật đi. Cái lợi ích này lớn dữ lắm. Cái lợi ích khi siêng năng niệm Phật thù thắng dữ lắm. Nên tôi khuyên các bạn cố gắng niệm Phật. Rồi nhà Đức cho cô niệm Phật để kết duyên với người ta đó chứ, nghe không? Có nghĩa là cái người ở trong chùa mình tạo cái điều kiện cho người ta để người ta được tu phước tu duyên. Tạo cái điều kiện cho người ta tu phước tu duyên. Đây là cơ hội đặc biệt, hiếm có. Đó. Rồi có những cụ bệnh đau như trong chùa mình, như bà cụ chín mấy tuổi, gần 100 tuổi. Khi mà bà bị gãy tay, niệm Phật mà hết đó chứ. Này là xác thực luôn. Còn cái bà méo cái miệng, méo mà cái miệng mà miệng mà méo mà cái bà đó là mắc cười nhất đó. Cái bà méo miệng là mắc cười nhất luôn. Hồi đó bà bị méo cái miệng, như Đức nói bà chắc cũng chữ chồng con vậy lắm. Bà nói có chữ hù nào đâu, nhưng Đức nói chữ đời trước mà chữ dữ quá, đời này cái miệng nó méo, nó méo rồi. Nhưng Đức kêu bà niệm Phật thử, nó nói niệm đó ngộ thế kia. Ông mà nhiều bà già ông vô mình mắc cười thiệt nghe. Làm như mình tập với cái hội chúng mình, ai cũng mắc cười, ai cũng cười nhiều rồi, ai cũng vui á. Bà méo cái miệng mà bà cười làm mắc cười. Đâu niệm Phật tức nghe. Đã là cái miệng méo mà niệm điều địa chung. Nó nói là bà thích điều mình đền niệm cái điều địa chung. Nó nói tờ sao bà này thích ngộ ghê. Đã cái miệng méo mà niệm điều địa chung sao niệm. Xong rồi Như Đức mới chỉ bà, Như Đức nói là bây giờ bà niệm gì nè, niệm cho nên cho cái nó vẽ lại. Ai giờ bà ai giờ bà con vẽ lại. Bà nói là con thích niệm điều địa chung. Nó tờ đâu bắt điều địa chung mà niệm thử. Nó bắt lên cái điều địa chung gì nó lia lịa. Điều địa chung quý vị, người ta điều địa chung bình thường gì là ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta niệm gì còn bả miệng méo. Họ có niệm nhưng mà có thích niệm niệm đi chung. Nhưng mà do cái tâm bảo quan hỷ quý vị, tâm quan hỷ, bả niệm đâu có hai tuần miệng hết méo. Rõ ràng không? Nên cái người bệnh đau mà cái tâm quan hỷ ăn chay niệm Phật, nó tiêu nghiệp hết bệnh. Đây là rõ ràng xác thực 100%, thấy không? Đó là thân bệnh đó, niệm Phật giải quyết, học Phật giải quyết, thấy chưa? Còn cái bà cụ 100 tuổi, 100 tuổi rõ ràng luôn là những Đức nói là bà chết chắc chắn luôn, là người bà khô hết rồi còn gì. Vô thấy người bà nằm khô hết chứ không có biết gì nữa đâu, mà bà tâm trí thì sáng, nhưng mà người mặt khô hết rồi, gần chết rồi. Con cái rồi vô quá trời luôn. Cái đứa cháu mà đạo Thiên Chúa nói thầy, thầy chắc cho bà con đi khám bệnh quá thầy ơi. Xong như thế này bà muốn ở trong chùa niệm Phật chứ mày khám bệnh gì đâu. Rồi xong bà nghe bà biết, mà mỗi lần nhỏ đến gần là bà cứ xô ra nghe. Bà cụ 100 tuổi, nhỏ đến gần bà xô ra, đến gần bà cứ xô ra hoài. Rồi bà ở bà niệm Phật, bà hồ niệm, bữa nay bà ngồi ngon lành phơ phớ đi được luôn rồi. Cụ 100 tuổi nay đi được luôn còn gì, thấy không? Cái rõ ràng chưa? Niệm Phật mà khỏe lại, đó là xác thực, có hiểu không? Thân bệnh niệm Phật giải quyết được đó chưa? Nên những người mà bị ung thư, bệnh này bệnh kia, ung thư nghe, cứ niệm Phật đi.
Thật sự mà nói tin 100%. Bác sĩ chị được cái bệnh mà thọ mạng chưa hết. Nó thọ mạng chưa hết, có chị không chị nó cũng bình thường à. Mà mình chịu đau một chút để tiêu nghiệp. Thấy không? Bác sĩ chị được cái bệnh thọ mạng chưa hết. Bác sĩ không thể nào trị được cái bệnh mà thọ mạng hết. Phải tin chỗ này. Nên mỗi một người mình học Phật, niệm Phật là phải tin chỗ này. Nên những người mà ung thư, thí nghiệm niệm Phật đi. Nhiều lắm. Ở đây và mấy đầu tràng bên kia, nhiều người ung thư niệm Phật. Mà ai mà biết họ ung thư đâu. Không ai biết họ ung thư. Còn nếu không mình trị bằng cách này cách kia, coi chừng nhìn mình chùi lũi. Không có giỡn đâu. Chùa lũi hết chân luôn á. Nó không biết làm sao á. Nhìn như người ngoài hành tinh. Kỳ cục lắm. Sống mà cũng te tu tả tơ. Hiểu không? Mình cứ giữ trạng thái bình thường đi. Rồi mình niệm Phật đi, giữ cái tâm bình thường á. Đừng có sợ chết, vui bình thường. Vậy đó mà nó hết bệnh hay lắm á. Nếu như ai đã trị bệnh rồi mà không có kết quả thì chăng thật niệm Phật. Còn ai đã tính nguyện niệm Phật rồi thì khỏi cần trị, cứ niệm Phật đi. Cái lợi ích cực kỳ lớn luôn. Ở trong chùa mình bao nhiêu con người thí nghiệm rõ ràng. Như chính bản thân Nhẫn Đức này. Cái mùa dịch á, Nhẫn Đức là cái dạng mà dính dịch chúa. Còn mấy bà cụ là dịch con. Nhẫn Đức là dính dịch chúa. Nặng nhất trong chùa Nhẫn Đức bị nặng nhất dịch á, nặng nhất luôn. Là có một ông anh em, ông nói một câu là chắc sư huynh chuyến này qua không khỏi. Thấy mồi sư huynh chắc không qua khỏi mùa dịch này quá. Chứ lúc đó chưa có mưa. Chứ mưa thì qua khỏi mùa mưa đúng không? Không qua khỏi mùa mưa. Nhưng mà vì dịch thì ông nói không qua khỏi mùa dịch này. Thì thôi bây giờ mình cứ niệm Phật thôi. Cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật. Yếu cái nào yếu lên chia sẻ Phật pháp, niệm Phật. Thấy không? Đó. Giờ ngồi đây có chết đâu. Nghe không? Ngồi đây có chết đây nào đâu. Nghe không? Mà Nhẫn Đức là không có chích một cái liều vaccine nào nghe. Thí nghiệm luôn á, không chích luôn. Thí nghiệm luôn là rõ ràng tin là do thọ mạng Nhẫn Đức còn. Nghĩa là thọ mạng Nhẫn Đức còn nó mới gì. Chứ nếu như thọ mạng Nhẫn Đức mà hết thì xong rồi. Dù có chích, dù có trị, cách ly cũng chết. Mà thấy rõ ràng phải tin nghe. Trong chùa mình lúc đó đông thấy ghê. Mà trong cái mùa dịch là chùa mình không ai chết. Nếu như trong mùa dịch mà chết là phiền phức dữ lắm. Mùa dịch chùa mình không chết. Mà khi mà hết dịch thì mới chết. Thấy chưa? Thì thấy không? Cái nghĩa là cái công đức niệm Phật lạ chưa? Thì hết dịch chết thì bình thường, đi thiêu bình thường. Còn mùa dịch mà chết là phiền phức, đúng không? Đó, nên khó khăn. Hồi xưa mọi người thấy cái mùa dịch mà lò thiêu mà người ta chắc hàng mà người ta để thiêu không kịp. Nếu mà mấy cụ niệm Phật mà chết trong lúc đó thì chịu thua rồi. Thấy không? Đó, nên mấy vị thấy cái công đức niệm Phật. Niệm Phật có Phật sắp xếp chưa? Nó nguyên một cái mùa dịch gì mà mấy bà cụ không ai chết. Bình thường. Nhưng mà khi hết dịch thì bà chết. Mà chết nhiều nữa chứ. Hết dịch mới chết. Đó, thì rõ ràng niệm Phật có Phật sắp xếp. Nên mỗi một con người mình gặp Phật pháp, cái đặc biệt nhất là bị được nghe Phật pháp, được nghe giảng, nghe dạy, rồi mình có tính nguyện mình tu, có một phương pháp tu để mình cầu giải thoát. Cái đây là cái hạnh phúc dữ lắm quý vị à. Nên Nhẫn Đức nghe nói có phái đoàn ở Huế à. Mà người ta vô đây người ta tu 40 người. Mình vô được ở tới trong chùa là cũng cái duyên phước dữ lắm. Trời ơi, có cái bà đó ở Chắc Cà Đao. Ở Cà Mau á. Cà Mau vậy nó kêu Chắc Cà Đao. Bà hồi đó tới giờ bà muốn lên chùa mình mới tu. Bà sắp xếp sẵn hết rồi. Mùa Vu Lan mới lên mới cộng tu 3 ngày. Như vậy mà còn có 1 ngày nữa bà đi. Bà té cái gãy cái chân. Chợt té một phát ở nhà sàn nước. Miền Tây sàn nước cao cao á. Đi tự nhiên gãy cái miếng vạt, chọt cái chân xuống, gãy cái chân. Không đi được luôn. Bà nói là nghe pháp 3-4 năm quyết định chuyến này đi lên chùa cho biết chùa luôn. Biết thầy. Chứ nghe không à. Thấy coi qua hình ảnh, muốn lên đây một chuyến. Vậy mà chuẩn bị tiền bạc, chuẩn bị đi hết trơn.
vậy đó mà còn một ngày cuối cùng chợt sàn nước té gãy cái chân, không đi lên chùa được. Mà mình mà 40 người mà mình đi từ ở xa thiệt xa, chắc ở Quế chắc xa hơn Cà Mau á, xa hơn Quế, xa hơn Quế thì những đứa không biết ở đâu, miền ngoài tôi mà không biết ở chỗ nào thì mình chưa từng đến. Nên từ nơi đó mà vậy 40 người mà đi vô tới đây suôn sẻ ngồi đây không đơn giản đâu, nó phải là hội tụ nhân viên đủ dữ lắm. Có vị thầy giảng câu, mình mà bước chân tới ngôi Tam Bảo, tới mảnh đất Dạ Lam là mình đã quá có phước rồi. Không chỉ mình vào mảnh đất Dạ Lam, mình ngồi trong đây luôn, rồi mình tu tập trong đây, nên mình hết sức chân quý. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy thấy không, một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà mà 100 năm ở thế giới Cực Lạc, mình ở nhà mình, khi mình ở phòng ốc cá nhân riêng biệt, ví dụ mình vô đây mình ở đông đúc cùng một phòng, vậy mà mình hoan hỷ, rồi mình ăn chay, rồi mình trong vòng thời gian từ đây tới Chủ Nhật mình ở mình tu, mình buông xuống vạn duyên, mình đừng có nghĩ ngợi chuyện nhà chứ. Tại mình đã đi vô tới đây là nhà người nhà đã cho mình vô đây tu rồi, mà bỏ tiền bạc bỏ công ăn việc làm vô đây tu thì tu cho nó ra trò mấy ngày ở đây, chứ đừng có vừa ở đây tu mà suy nghĩ không biết ở nhà giờ này không biết chồng nó có đi rước nhỏ con đi học chưa, không biết rồi mấy con heo mấy con gà không biết có cho ăn không, rồi buôn bán không biết ông có coi đàng hoàng không, lấy ra ngoài kia có mượn cái điện thoại không, thầy điện cái hỏi thăm. Thì cái chuyện này quý vị tu nó cũng không kết quả của cái tu. Đã cái chuyến mình đã đi được thì mình thí nghiệm thử, từ đây tới ngày Chủ Nhật mình buông xuống vạn duyên tứ đại giai không. Đúng không? Mình không có dính dáng gì, đi thử đi, có cái sự an lạc sao. Mình có theo quy tắc trong chùa sáng khoảng 3 giờ mấy gõ kẽn thức dậy, mình tu. Mình tu xong một thờ cái 5 giờ. 5 giờ mình đi vòng vòng chùa, mình đi vòng vòng mình niệm Phật từng bước thầm từ từ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình vừa đi mà mình vừa niệm Phật, mình thư thớt. Mình ngồi ngay băng ghế nào mình cũng nhẹ nhàng, mình thoải mái, mình tự tại, mình sống thử mấy ngày trong chùa. Giống như mình là người xuất gia vậy đó. Không có nghĩ ngợi dính dáng cái gì ở nhà, kệ chuyện nhà giao phó hết rồi, xong rồi cứ lo từ đây tới ngày Chủ Nhật lo tu đi. Rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả của cái chuyến đi của quý vị thì xứng đáng với cái việc mà chồng giữ nhà, gia đình giữ nhà. Mình tu mình còn có thể cầu an cho người ta được, cầu siêu cho củ quyền thất tổ được. Còn nếu không đi vô đây á, từ đây tới Chủ Nhật mà cứ nao nao lo, rồi mong cho mau hết ngày. Quý vị mà tu mà mong cho mau hết ngày đi về là quý vị tu không có đạt rồi đó. Tu làm sao mà lây quay nó tờ ơ mớ đây mà tới ngày Chủ Nhật đi về rồi là quý vị tu đạt rồi đó. Quý vị tu làm sao mà từ đây tới ngày Chủ Nhật mà quý vị thấy rằng là ô gì đâu mà mau quá, mớ đây mà tới ngày Chủ Nhật rồi là đạt rồi đó. Như trong chùa này lây quay tới ngày Chủ Nhật, lây quay tới ngày Chủ Nhật, lây quay tới ngày Chủ Nhật. Nó mau ghê. Đó là người ta không nghĩ cái gì chứ. Thì tự nhiên ngày tháng cứ mặc kệ, thời gian đi qua rất là mau. Còn nếu như bây giờ mình vô đây mà mình cứ nghĩ từ đây tới ngày Chủ Nhật, rồi cứ thấy sao ngày trong đây lâu quá. Quý vị mà ở trong chùa mà thấy một ngày mà lâu là quý vị không được an lạc rồi đó. Nó mà phải làm sao thấy là một ngày nó qua rất mau thì bắt đầu quý vị thấy nó an lạc liền. Tại vì mình đâu có nghĩ ngợi trông mong cái gì đâu, không có nặng nề bận tâm gì hết chứ. Thử mấy ngày đi, rồi xong á về đây mình nắm phương pháp, mình đem về nhà mình áp dụng ở nhà mình tu. Để cái chuyến đi của mình về mình gặp nhiều người mình còn nói: bà ô đi vô trong chùa gì đâu mà nó an lạc gì đâu mà không có cần lo nghĩ cái gì, mà sao mà nó ăn cơm ngon gì đâu mà. Đó, nghĩa là mình tu á nó an lạc rồi, mình ăn ngon, mình ngủ yên, mình vui. Từ nơi đó mình về mình mới khoe cho mấy cái bà ở nhà. Mấy bà ở nhà mới hỏi: ủa mấy bà đi vô trong chùa nghe nói tu 4 ngày 5 ngày ở trong chùa mấy bà thấy làm sao? Trời ơi nó an lạc gì đâu. Đó giờ chưa từng thấy gì nó an lạc gì đâu. Hiểu không? Nói vậy đó mấy bà mê. Kỳ sao mình đi bà đi theo. Còn gặp mà mình vô đây mình tu mình không có vui chứ. Mấy bà hỏi: bà vô chùa bà tu bà thấy làm sao? Tôi tợn luôn, từ hôm nay tôi không dám vô chùa.
gì đâu mà nó phiền não cũng chết. Rồi cái gì mà ăn chay không có ngon, chùa gì đâu mà nó không thích chút nào. Rồi xong luôn, đoạn duyên sạch nhách hết trơn. Đoạn hết trơn duyên rồi, thấy không? Nên mình phải cảm giác cái sự an lạc. Thì coi ở đây bao nhiêu con người, mấy trăm con người mỗi ngày ta sống gì đó, mà ai người ta cũng cười, ai cũng vui. Già mà uống thuốc men thì đâu phải re, ai cũng vui, ai cũng cười nhiều, thấy không? Đó. Thì đó là cái gì, là ta hưởng được cái sự an lạc trong ngôi tam bảo. Mình đến đây mà mấy ngày vậy, Đức chỉ vì đây là cái cách cái vị tu mà vui đó. Đó. Rồi nằm đông với nhau mà ngủ chưa quen niệm Phật mà ngộ lắm, cái tâm nó an lạc rồi nằm xuống nó ngủ liền. Nằm xuống nó ngủ, khi ngồi đây mà nó còn muốn ngủ. Cái gì mà nằm, sáng mai đi ngồi tụng niệm Phật chứ, không có tụng kinh. Ngồi niệm Phật đi, vì coi nè, ngồi niệm Phật đông đúc rồi nó còn muốn ngủ. Vì sao? Vì nó an lạc quá, nó quá tự tại, nó ngồi đâu nó cũng ngủ. Chứ có người mà người ta bận tâm nặng nề, đầu óc thần kinh căng thẳng, ai mà ngủ được? Ngủ ngủ cũng được, nên mắt nó chỉ chờ giờ, mắt nó to đùng trắng tư, chồng trắng không. Nó có cái bà kia, bà ngủ cũng được mà bảo muốn ngủ, mà mắt bà tối ngày mắt bà cứ gì nè. Nó bà nhắm lại đi, nhắm được, mắc kỳ quá. Thấy chưa? Nên từ nó đó mà mình mà vô đây mà mình tu nghe sáng, mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình ngủ là biết là mình tu tự tại sao rồi. Ngồi vào đó còn buồn ngủ mà nó quá tự tại, không chi là nằm, nằm là ngủ liền. Nên có cái bà kia, bà đi vô chùa mình phải tu mà phải cầm theo cái gói ôm, mà phải chi mà trong phòng mà để gói ôm, nói chi phải cầm gói ôm mới lên chết điện. Hồi thợ sao mà đi niệm Phật mà sao mà cầm gói ôm theo chi, mới nói là lỡ buồn ngủ nằm tại chỗ ngủ luôn. Thôi gì đâu có tự tại thế ghê, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình vô mình tu ở trong chùa, mình phải cảm giác được, nó là phải có cái người chỉ dạy mình. Chứ nếu không á nghe, là nó không ai chỉ dạy, nó buồn chán chứ không có giỡn đâu. Tuy là nói gì nhưng mà nó giải tỏa tâm tư mình, rồi có cái cách tu để cho mình an lạc. Cứ là thư thớ sống theo quy tắc trong chùa, rồi nhẹ nhàng thoải mái niệm Phật, tới giờ xuống ăn cơm được, ăn chay ngon. Để coi cái đòn ở Quế vô, để coi nay thứ mấy rồi ta, nay thứ ba, thấy không? Bữa thứ năm mình coi mình chiên bánh xèo ăn bữa đi, ha. Thứ năm chiên bánh xèo, mời các bạn sen đến đây ăn bánh xèo, đòn đồ, đòn cô chuyển đồ, Mai đồ, Thư đồ, heo rồi đoàn thành phố rồi xuống thuê 50-70 chiếc xe xuống đây ăn. Nên từ nơi đó mà kể mình có gì ăn, mình rủ người ta đi ăn. Nà, có khi mà mình chiên không kịp thì mình ăn ít mà nó cũng vui nữa. Nó, con người sống nó phải thảo ăn vậy đó, thì mình người ta mới đem đồ ăn đến cho mình ăn, chứ mình ham ăn quá ai cho mình ăn, hiểu không? Mình có đồ mình mời người ta ăn đi, người ta cho mình ăn. Còn mình có gì mình cũng ăn, mình ai cho mình ăn. Đó, nên từ nơi đó mà anh ta ở xa thiệt xa, từ mày Quế vô đây, mình chiên bánh xèo Vũng Tàu cho người ta ăn. Đúng không? Đó, nên mình chiên đồ ngon lành nha. Bữa đó xuống với chiên bánh xèo đồ, vô chùa. Giờ vô đây tu, ai đến đây cũng như một đại gia đình đi. Vô đây là giống như mình vô đại gia đình, nó nguyên cái nhà mình sống vậy đó. Đó, quanh năm suốt tháng, chứ đâu phải đây đâu phải là Phật tử cộng tu khóa tu gì đâu, mà đây là người ở trong chùa không đó. Đa phần ở quanh năm cái chùa mình đông gì đó. Rồi mai gì đó, hay là thứ bảy chứ. Thứ bảy nhà Đức cho chiếc xe ba gác chở qua bên chùa mới, bên cho biết. Rồi bển dự khóa tu bển, rồi biết Đại Tùng Lâm, rồi biết chùa mới, thấy không? Đó nghĩa là một chuyến đi là biết ba điểm chùa lớn nhất mình đây rồi đó. Đó là chùa tu Tịnh Độ chuyên nhất luôn. Hồ Quan kia cho biết, rồi dự khóa tu. Không thôi bữa thứ bảy thì thôi cho đi tu vậy đi, còn để đây tới bữa thứ bảy nha Đức coi sắp xếp á. Đức lấy mấy chiếc xe tải nha Đức chở đi. Không, chở đi qua bển để cho tham quan thoải mái hơn. Chứ bữa thứ bảy mà cộng tu đi qua tham quan cũng khó. Kệ người ta từ ở xa đến,
mình cũng đưa cho người ta đi, cho người ta biết điểm chùa mình ở đây. Rồi chuyến đi là về nói cho Phật tử ở ngoài Huế á, tôi vô chùa, trời ơi, thấy đâu quá nhiệt tình. Không? Nó, đâu mà chiên bánh xèo, rồi cũng cho máy bay bay đi đưa qua bên kia, nói cho bốc bốc đồ lên, dữ dữ đồ lên ha. Máy bay mà cũng thả xuống bay mà tới Đại Tùng Lâm cũng cho nhảy dù chụm chụm chụm. Không, để ngay cái hồ Liên Trì, ở đâu là cái sân bay ngay chỗ đó, thả xuống rớt xuống hầm. Kỷ niệm khó quên gì đâu bảo bà. Thấy không? Mấy bà cái nó tàu thấy mê trời, chắc năm sau chắc đi cho tôi đi nữa quá nghe. Qua nghe mấy bà kể mê quá mê. Thấy không? Nó mình đi chùa mà mình á về mà mình khen mình tán tán mà nó vui nó mới khen được. Chứ nó mà buồn sao mà khen. Đó, nên từ nơi đó mà cái cảm giác mình nói ra những cái lời đẹp ở trong ngôi Tam Bảo là phước lớn. Còn ở trong cái cõi này nhân vô thập toàn, ở đâu nó cũng có cái xấu chứ ha. Chùa nó cũng có cái xấu nữa. Tốt cũng có mà xấu cũng có. Nhưng mà mình đã bước vô ngôi nhà Tam Bảo, mình nhìn cái tốt, những cái xấu mình lượt qua bỏ đi. Dụ như mấy bà già trong chùa hay Phật tử trong chùa thì người ta cũng là một con người phàm phu mới vô chùa, những đức cũng phàm phu đang sửa đổi lỗi lầm thì cũng còn sai. Vậy thì những người nào người ta còn cái gì mà không phải, thôi mình tu mình hỷ xả. Ai cũng còn sai. Các cụ trong chùa bà gọt tóc vậy chứ bà cũng là để tóc thì cũng như mình thôi, vô đây bà gọt tóc cho nó mát. Từ nơi đó mà mình đừng có nói mấy bà cụ sao bà gọt tóc mà nhiều bà sao bà dữ quá. Rồi có nhiều bà mà cái chỗ ngồi mình vừa ngồi đặt cái mông chứ bà nói chỗ ngồi của bà, sao bà dành chỗ ngồi kỳ cục với ta. Không phải, chuyện này là cái cõi này nó bình thường lắm quý vị. Cái đó cũng là cái nhân mà nhiều đời nhiều kiếp mình cũng dành chỗ ngồi với người ta đó. Không, hoặc là mình bước vô nhà vệ sinh gặp bà già bà gõ cửa bốc 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 gõ quá trời luôn. Rồi xong cái mình mở cửa ra bà nói làm gì trong đây ngồi lâu dữ rồi. Mình nói trời sao hung dữ dữ cái trời. Thì mình biết rằng cái quả bây giờ mình gặp là cái nhân mình đã từng gieo như vậy, nên hôm nay cái quả nó mới đến với mình gì. Rồi mình tu rồi mình hiểu nguyên lý này rồi, bắt đầu là sao, mình cỡ mở tâm tư liền. Mình nói ô nghe thầy giảng hiểu, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Hiểu không? Đó đó đó, nó cỡ mở tâm tư, thấy chưa? Vậy thì đi vô chùa là nghiệp tiêu mà phước tăng. Còn nếu không nó ôm cái bầu tâm sự về, buồn nó ôm bầu tâm sự về, vô đây bắt đầu nó gom nhặt rác đến đồ, nó lụm tùm lum tùm la về kể sùm to. Ô thầy đứa cũng nói vậy thôi, mấy bà già ở chùa dữ luôn. Mình về mình nói vậy người ta thối tâm, là người ta còn càng mình càng tạo nghiệp thêm. Đó là những đức dạy bị quá kỹ luôn. Tại vì cái cõi này ở đâu nó cũng có người giữ chứ. Mà đa phần người trong chùa mình thì sống như một gia đình đó là đa phần rồi đó. Nhưng mà nó vẫn có những người nếu quý vị có nghiệp đã bị đụng phải. Đó là những đức nói về cái cảnh duyên mà từ tâm của quý vị mà tu mà nó cởi mở đó. Nên con người tu của mình á, là khi mình biết tu á, là khi mình đụng một cái gì khó khăn, cái khổ là giống như mình trúng một mũi tên vậy. Mà cái người không biết tu á, mình trúng mũi tên rồi là bắt đầu mình bị trúng thêm nhiều mũi tên. Nhưng mà cái người biết tu, biết nghe pháp, biết niệm Phật như mình đó, là mình vừa trúng mũi tên là mình có năng lực để rút mũi tên nó ra. Mình không bị trúng tên nữa, mà mình kinh nghiệm về sau tên nó bắn không trúng mình. Nên Phật pháp nó hay là nó giúp cho mình không trúng thêm tên. Hiểu chưa? Đó. À, nên cái đặc biệt của chúng ta là gì? Niệm Phật sanh cực lạc là vui nhất. Thấy không? Rồi bây giờ đọc 12 lời đại nguyện nghe. Người còn sống hay người đã mất hay hương linh thai nhi, củ quyền thất tổ đi theo chúng ta vô chùa trong dịp tháng 7 cũng đều phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc nha. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung,
tâm hồn không hôn mê, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta mỗi người phát nguyện niệm Phật, tín nguyện kiên cố cả đời, tất cả quán thù buồn phiền gì buông xuống hết, để đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Hay Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.